tất cả mọi người đã quay trở lại với Tabo TV. Mọi người có biết là anh em mình vừa làm một cái gì đấy đây không? Đây là một phản chuột nha mọi người nhá. Chiến trang khổng lồ. Không như mọi khi là anh em mình có một vài con đâu. Hôm nay là anh em mình có rất là đông khách quý ở dưới Hà Nội lên. Và nhà mình thì vườn rộng rào thưa, không đuổi được gà. Không có gà. Có gà nhưng mà chỉ có một hai con thôi. Nhưng mà anh em mình đã chuẩn bị sẵn món đặc sản chính của anh em mình. Tại vì những vị khách của anh em mình hôm nay là cũng lần đầu tiên muốn lên đây để thưởng thức cái món thịt chuột này. Thế nên anh em mình đã đi đuổi từ hôm qua và bắt được khá là nhiều. Riêng đống chuột này hôm nay sẽ cho mọi người tí nữa mọi người sẽ biết là khách của anh em mình ở dưới Hà Nội ăn thịt chuột bao giờ chưa nhé. Hình như là chưa ăn. Thế nên là ăn vào là sẽ là nghiện đấy. Đây người sợ cái con này nhưng ăn quá nhìn nó khá là kinh dị đấy nhưng mà nó rất là ngon nhá. Đây nhá, bây giờ sẽ phân ra làm 3. Sẽ một làm một món là nướng riêng mẻ này, một món là nướng một món rán này và một món nướng với lại muối ớt nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu công việc nào. Đi vào. Mày gọi con bọn đây đây. Đây. Mán đâu rồi? Đây đây đây. Đây 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 để nướng đây. Kêu được à? Vào tập trung anh em làm để uống rượu sớm. Đây sẽ là món nướng riềng mẻ nhá mọi người nhá. Đây này. Còn đặt vào săn đang làm cái món rán à? Còn đây là nướng muối ớt đúng không? Đó. Đây là món riêng mẻ. Bắt đầu thấy nó hấp dẫn rồi. Ui, cái món nướng riêng mẻ cho thêm đi. Thôi anh, nướng tí làm muối ớt. Ba mẻ. Đây là món nướng riêng mẻ nhé mọi người nhá. Món này thì thử cho vào đảo lại một lượt nữa. Được rồi chưa? Thịt chuột này thì đa số là sẽ ướp ít thôi nhá, càng ướp ít gia vị nó càng ngọt cái thịt chuột. Giả dụ như món riềng mẻ này thì nó hợp với thịt chuột, thế nên là anh em mình ướp nhiều. Còn cái món nướng muối ớt ấy thì hầu hết là anh em mình chỉ cho muối với ớt vào thôi, thêm chút mì chính thôi vì cái thịt chuột nó ngon sẵn rồi, nhưng không phải làm cầu kỳ, nướng không lên cũng ngon. Đây là món rán của anh em mình nhá. Không bước về. Đâu, xem nào. Em review nhé. Có mà thèm rõ rãi rồi. Đây đây. Ôi, đạt rán to quá. Rán vừa chín tới nhá. Đấy. Ngon chưa? Những con chuột mà anh em mình đánh cạn chết thì nó sẽ... Xem rán nhưng mà ăn gọi là... Không chịu được. Ăn luôn. Xin nhớ. Hả? Ừ, wow, mời mọi người nhá. Mời rồi mọi người nhá. Em vụn này nó ngon. Tuyệt vời mọi người. Mới bé bé rồi, ăn cả xương rồi. Rất tuyệt vời. Còn một món nướng muối ớt nữa. Tí nữa anh em mình nướng xong cái món kia đó. Đấy, lật liên tục ở nhà ăn nhá, không là nó đấy. Nóng lắm đấy, thử lật xem được cho đấy chứ. Thử lật xem. Chưa à? Chưa thì thôi, cứ kệ nó, từ từ đã. Đây. Rất nhiều chuột nha, hôm nay quá nhiều chuột luôn nhá. Đây nha mọi người nhá. Chín rồi nhá. Bắt đầu anh em mình sẽ ăn cái món nướng riêng mẻ này trước. Vừa xong rồi bắt đầu sẽ tiếp tục là cho cái món
món món ở đây lên, cho cái món nướng muối ớt lên bên sau, và anh em mình sẽ vừa ăn vừa nướng. Rồi nướng muối ớt đây nhá. Đó, sẽ ăn món rán với món nướng riêng mẻ này trước, để khi mà mình cho cái món nướng muối ớt lên ấy, ăn hết loạt này là đến loạt đấy, là vừa khéo nóng luôn nhá, ăn ngon luôn. Tình hình là bây giờ phải giải quyết món này trước mọi người ạ, nó chín rồi. Đây. Ui nóng. Ơi, mọi người thấy thế nào? Ổn không? Thì sau khi giải quyết cái món này, cho nó lên mâm đã, xong rồi bắt đầu sẽ nướng cái món muối ớt nhá. Sẽ ăn nóng dần. Đấy, anh em vào nhà chuẩn bị ngồi thôi. Chén dần. Vừa chén, vừa nướng vừa ăn luôn. Rất là nóng. Quá là tuyệt vời. Thật sự là nhìn nó muốn cắn một phát. Tuyệt vời lắm. Đây là mâm cỗ của anh em mình tiếp đãi anh em ở dưới Hà Nội lên nhá. Chỉ có đa số chỉ toàn thịt chuột thôi. Có mỗi 4 đĩa thịt gà thì là 2 con đấy. Còn cả thịt chuột vẫn đang nướng ở ngoài này đấy nhá. Thế trạng vẫn đang nướng, vừa ăn vừa nướng luôn đây. Đấy. Ai lần đầu ăn thịt chuột ở đây nhỉ? Tất cả đều ăn lần đầu. Tất cả? Thế phỏng vấn từ em này cả. Em thấy món thịt chuột thế nào? Món thịt chuột này mấy đầu em nhìn thấy kinh kinh, nhưng mà ăn vào rất là ngon. Ngon. Em đang ăn món rán hay món nướng đấy? Em ăn món nướng. Món nướng à? Ok không? Ngon. Đấy. Em này cũng lần đầu tiên ăn thịt chuột à? Lần đầu tiên ăn thịt chuột. Thấy thế nào? Vị ở đây thì em thấy khác hẳn đấy, công nhận là khác hẳn đấy, thịt bình thường ăn nó vị khá là thơm. Thơm đúng không? Giòn. Canh cho cái cảm nhận về cái thịt chuột và vị cả. 1, 2, 3 đồng thanh. Cái thịt chuột này ăn nó rất giống thịt chuột. Rất là ngon ạ. Không gì. Rất giống thịt chuột. Còn ai chưa ăn thịt chuột bao giờ nhỉ? Em. Mày lượn đi. Mấy anh em hầu hết ở đây là mấy anh em ở dưới Hà Nội là chưa ăn thịt chuột bao giờ nhé mọi người nhé. Và hôm nay là hôm đầu tiên lên với anh em mình thì được thưởng thức đặc sản thịt chuột. Món rán bị khô đúng không? Cái món rán bị khô đúng không? Chưa thẩm được cái nó giống thịt gì là không biết giống thịt gì. Đấy, anh thấy không? Em ăn. Em ngồi xuống hơn không đi? Nó có thịt chuột, nó giống thịt chuột. Ngồi xuống ăn đi chứ. Đó, thấy là đúng là thịt chuột mà. Chứ biết là giống thịt gì nữa. Nhưng mà cảm giác miệng, cảm giác nó như là ngon. Ngon đúng không? Những người lần đầu tiên ăn thịt chuột thì sẽ cảm nhận là cái thịt chuột nó kiểu như lần đầu tiên ăn nó nhạt nhạt, nó ngọt ngọt, nó gì nhỉ? Đây. Đấy, thế nướng đi, xong rồi vào ngồi vừa nướng rồi đấy. Đây. Đây là cái món nướng muối ớt nhá mọi người nhá. Đây này. Đó, mọi người nhìn thấy nó nguyên hương vị, nguyên cái đấy thịt chuột ơi, cố gắng đừng để nó lột mất ra. Nướng cố gắng đừng để nó lột mất ra. Không thì để nó chín hẳn cái phần da đấy, tí nữa bóc một phát lên. Đấy. Cái này được rồi này. Cái phết này được rồi này. Con này có hai cái đùi khá là ngon. Con này cùng lòng đấy. Ai đăng ký cái này nhỉ? Đây, bao đi. Dạ. Làm cái nào? Ngã được. Con này nó cũng rất là lâu rồi. Ai ai đăng ký cái này cũng 3 chén nhỉ? Vâng. Đây mọi người nhá. Thật ra là cái đuôi này là siêu ngon khủng lồ luôn đấy. Đấy, bán. Con chưa mẻ ngon lắm em. Đấy, 3 chén. Tôi đăng ký 3 chén thôi. Nhưng uống 1 chén được không? 1 chén, đây. Bây giờ tôi với bạn là mỗi người 1 chén rưỡi. Là để ăn
được cái đùi này. Chứ không bây giờ là anh em mà phạt chết. Rồi. Cái đùi thứ hai phải là bao nhiêu? Đây là theo luật chơi của Bao Ca hết. Ok. Phải. Thế là đùi chén á. Ok ạ. Ok các bạn ơi. Ngon lắm các bạn. Chuyển ra đây. Ngon lắm các bạn. Nhanh cái bài. Quá là ngon. Uống rượu à? Em đang tìm đến củ.